Chiều nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng hội nghị tổng kết công tác báo chí xuất bản năm 2022, tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỷ quyết trung ương 4 năm khóa 13 và chuyên đề chỉ thị số hút 05 CTTW năm 2022, triển khai chuyên đề năm 2023. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Húng Đà Nẵng Lương Quyện Bình Triết Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Theo đánh giá năm 2022, Ban tuyên giáo thành ủy và các cơ quan liên quan đã chủ động tích cực định hướng thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin tích cực ổn định tư tưởng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Các cơ quan báo đại đã thông tin khá kịp thời đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại trên địa bàn, phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các tồn tại hạn chế bất cập, có những kiến nghị góp ý mang tính xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo lãnh đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Đà Nẵng Lương Quyền Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác báo chí xuất bản trên địa bàn thành phố thời gian qua. Nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá hết kết quả giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố. Thường trực thành ủy đề nghị ban tuyên giáo thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo thành phố giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, gắn với công cuộc chuyển đổi số tăng cường xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo, tập trung tuyên truyền sâu so rộng kịp thời, có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, của thành phố, các vấn đề dân dân quan tâm tuyên truyền chủ đề năm 2023 của thành phố là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Dịp này, Ban tuyên giáo tàu lĩnh Đà Nẵng cũng khen thưởng các tập thể cá nhân có hết thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022, đồng thời tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỷ quyết trung ương 4 năm khóa 13 và chuyên đề giữ thị số 05 năm 2022 và triển khai chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.